Ngoài hướng dẫn cho mọi người về tập luyện ra thì mình còn là một thợ lặn nữa. Thế là ngày hôm nay mình sẽ trở lại với 5 bài tập dành cho bụng trên. Bài tập đầu tiên, anh em sẽ cố gắng là duỗi thẳng chân cho mình nha. Sau đó này, với tay của mình về phía mũi chân. Lưu ý là động tác này anh em sẽ cố gắng để cằm thì sát ngực để có thể siết chặt được cơ bụng trên. Chúng ta sẽ làm 3 hiệp 15 lần mỗi bên. Bài thứ hai, anh em sẽ cố gắng để đầu gối vuông góc với thân người, sau đó giương tay đưa chéo người về trước. Điều này sẽ làm cho cơ bụng trước của anh em được hoạt động một cách tối đa. Chuyển sang động tác thứ ba, khác với động tác vừa rồi, anh em sẽ cố gắng là cuộn phần thân người lại và để cho cơ bụng của chúng ta tham gia một cách tối đa, thì chúng ta sẽ cố gắng là giữ cố định phần cổ, không di chuyển. Điều này sẽ làm cơ bụng được tác động liên tục. Động tác thứ tư sẽ tác động toàn bộ phần cơ bụng trên của anh em, đặc biệt là giúp cho phần co của anh em khỏe hơn bằng việc là chúng ta sẽ cuộn hết người lên, sau đó từ từ hạ xuống, cố gắng lúc xuống thật chậm thôi để cơ bụng của chúng ta có thể gồng và kiểm soát. Và cuối cùng, sau khi cơ bụng của anh em đã không thể nhấc lên nữa rồi thì chiến luôn với bài crunch hold, giữ 3 hiệp 45 giây. Chúc anh em tập luyện hiệu quả.